Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hữu Thuật, 24 tuổi, trú tại xã Cư Xuê, huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án này là anh Đàm Gia Huy, 26 tuổi, trú tại xã Nam Dông, huyện Trư Rút, tỉnh Đắk Nông. Theo kết quả điều tra ban đầu, anh Huy cùng hai người bạn đến quán karaoke ở phường E Tam, thành phố Buôn Ma Thuột để hát khi nhân viên đưa hóa đơn vào phòng thì anh huy và hai người bạn say nằm trên ghế không chịu tính tiền lúc này nhân viên của quán đã gọi điện nhờ thuật đến quán đưa những người này ra ngoài ngồi nghỉ để lấy phòng đón khách mới sau khi đến quán thì giữa thuật và ba khách hát có lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát đánh nhau bực tức bị nhóm anh huy đánh nên thuật đã chạy xuống quầy lễ tân lấy một cây vít để đánh trả thù sau khi ra trước sân quán, Thuật đã cầm tu đâm liên tiếp hai nhát vào vùng ngực và đầu anh Huy, khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ. Hậu quả, anh Huy bị đâm vào vùng thái dương trái, làm nứt lúng sọ thái dương đỉnh trái, yếu liệt một phần hai người trái, mất trí nhớ tạm thời, với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là 50%.